Tôi xin gọi là bác cho tiện, thì cũng không rõ là quý khán giả là bao nhiêu tuổi dễ xưng hô. Thì trong trường hợp của bác thì nó cũng rõ ràng là cái việc mà tổn thương nó ở khu vực tiểu khung, hay là nói một cái từ dân gian nó gọi là bụng dưới đấy ạ. Trong đó thì nó có những cái cơ quan tổ chức và nó có thể là gây ra những cái hiện tượng như là bác vừa chia sẻ. Thì cái quan trọng nhất đối với bác là cái tổn thương của bác hiện nay nó đang đến đâu, thì rất cần thiết là bác nên gặp bác sĩ chuyên khoa, là bác sĩ điều trị chính của mình. Bác sĩ sẽ có cái hồ sơ bệnh án, sẽ chỉ dẫn. Ví dụ như ở khoa chúng tôi thì chúng tôi thường mời bệnh nhân vào, và trên bác sĩ có cái máy tính, trên đó thì có đầy đủ các cái thông tin. Và khi chúng tôi tư vấn thì chúng tôi sẽ tư vấn cho từng bệnh nhân một. Khám bệnh thì chúng tôi sẽ khám tại giường, nhưng khi tư vấn thì chúng tôi sẽ mời vào phòng riêng để làm gì ạ? Để bệnh nhân có thể được nắm rõ nhất và có những cái thông tin riêng của mình. Lúc đấy thì bác sẽ có thể chia sẻ những cái khó khăn, những cái điều mình cảm thấy thầm kín hay tế nhị. Ví dụ như cái việc mà kích thích xung hậu môn hay là bộ phận sinh dục hay gì đó, thì bác sẽ trao đổi riêng với bác sĩ của mình. Nhưng mà nhìn chung thì có một điều muốn tư vấn thêm với bác là chúng ta trong cái điều trị ung thư thì cần phải điều trị một cách toàn diện, trong đó có cái việc là chăm sóc giảm nhẹ. Chăm sóc giảm nhẹ thì chúng ta phải thay đổi cái quan điểm. Không phải chăm sóc giảm nhẹ là chăm sóc giai đoạn cuối, hết hy vọng thì mình mới chăm sóc, mà theo cái quan điểm điều trị mới hiện nay, chăm sóc giảm nhẹ được tính từ thời điểm bệnh nhân bắt đầu cần đến can thiệp y tế. Kể từ giai đoạn sớm đã phải có chăm sóc giảm nhẹ rồi, từ những cái chế độ dinh dưỡng, từ những cái tư vấn thì đã là chăm sóc giảm nhẹ. Và trong trường hợp của bác thì bác có những cái triệu chứng tôi nghĩ là rất là khó chịu, nó cứ kích thích, nó cứ thúc xuống dưới cái khu vực bộ phận sinh dục và tiêu hóa của mình, như thế nó rất là tế nhị và rất là khó chịu, làm cho mình trong đầu mình không nghĩ được cái gì khác ngoài cái vấn đề là làm thế nào cho tôi thoải mái đây. Thì cũng xin tư vấn thêm với bác là ở bệnh viện ca thì có đã thành lập trung tâm giảm, trước kia được gọi là khoa chống đau, nhưng bây giờ gọi là trung tâm chống đau và chăm sóc giảm nhẹ. Cái từ chăm sóc giảm nhẹ rất là quan trọng, thì các bác sĩ sẽ có những cái hướng để tư vấn cho bác dùng các cái thuốc để làm sao mà nó giảm bớt các cái kích thích, bởi vì đôi khi những cái kích thích đấy cũng có thể là do những cái vấn đề còn tồn tại ở trong tiểu khung, hay còn gọi là bụng dưới, nhưng cũng có thể nó chỉ là những cái hậu quả của hậu quả những cái biến chứng sớm, cái tác dụng phụ sớm của quá trình điều trị. Vì bác có nói là bác đang tia xạ, thì bản thân cái tia xạ nó sẽ gây cái phù nề viêm của vùng tầng sinh môn hoặc là vùng các cái cơ quan tổ chức ở bên trong vùng tiểu khung, sẽ làm cho bác nó kích thích vào cơ thoát hậu môn, nó sẽ có những cái biểu hiện như vậy. Đôi khi nó chỉ là những cái tác dụng phụ của điều trị thôi, cũng chưa chắc là bệnh của mình đã bị tái phát. Bác cũng đừng quá bi quan, và mình sẽ đặt cuộc hẹn và để khám với bác sĩ ở trung tâm. Và tôi cũng rất là muốn, thực sự là qua chương trình này tôi cũng rất là muốn được chia sẻ và mọi người sẽ nhìn nhận đúng là trung tâm chăm sóc giảm nhẹ ở cơ sở 2 bệnh viện ca là một cái trung tâm chuyên sâu để điều trị, và có các bác sĩ tôi được biết là có những giảng viên cấp quốc gia về vấn đề này để có thể điều trị cho bệnh nhân, làm tăng cái chất lượng sống của bệnh nhân một cách bài bản nhất, chính thống nhất. Chứ chúng ta cũng không có cái quan niệm rằng là chăm sóc giảm nhẹ là làm những cái việc cuối cùng của quá trình điều trị, mà chăm sóc giảm nhẹ bây giờ đã được thay đổi, đã được nhìn nhận đúng hơn, tức là các bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ sẽ là những người đồng hành cùng với các bác sĩ điều trị chính của bạn, cùng với bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý, để làm sao mà nâng cao cái chất lượng điều trị. Nên là trong trường hợp mà các bệnh nhân mà đến bệnh viện ca được giới thiệu là phối hợp với bác sĩ ở trung tâm chăm sóc giảm nhẹ, thì đừng có suy nghĩ rằng là mình đã ở giai đoạn cuối, không phải ạ. Và bệnh viện đã thay đổi cái mô thức điều trị rất nhiều rồi ạ. Hy vọng rằng là bác sẽ nhận được những cái lời tư vấn từ bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ.